Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, khách quý. Xin nhiệt liệt chào đón các hội viên của Hội Cựu Thanh niên Xung phong thị trấn Đỗ Hà. Chúng ta đang có mặt trong hội nghị ra mắt Hội Cựu Thanh niên Xung phong thị trấn Đỗ Hà năm 2020 ngày hôm nay. Cần lời đầu tiên cho các tôi thay mặt câu lạc bộ xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Chúc quý vị mãi mãi mạnh khỏe, mãi mãi vui trẻ. Chúc hội viên của Hội Cựu Thanh niên Xung phong của chúng ta mãi mãi già rồi mới lại chưa già, 75 huy hiệu mãi là thanh niên. Và chúng ta cùng nhau chúc cho hội nghị ra mắt câu lạc bộ, hội nghị ra mắt Hội Cựu Thanh niên Xung phong thị trấn Đỗ Hà năm 2020 thành công tốt đẹp. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về hay những ngày lễ quan trọng của đất nước như ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 30 tháng 4 năm 1934, chúng ta lại thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi trên khắp các ngõ ngách, trên khắp bầu trời Việt Nam. Vâng, cờ đỏ sao vàng là minh chứng cho sự thống nhất, độc lập, tự chủ và toàn vẹn của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được lịch sử kiểm chứng và được định khẳng định trong hơn một thập kỷ qua, đó là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Mời quý vị đến với ca khúc Cờ Đỏ Sao Vàng, một sáng tác của Lý Minh Trí do tập thể câu lạc bộ thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,